Thưa quý vị và các đồng chí, mặc dù chế độ và chính sách vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở của xã Đa Cai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vẫn miệt mài bám xã, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thực tiễn trong thời gian qua, trên địa bàn xã Đa Cai, lực lượng dân phòng và công an xã bán chuyên trách là lực lượng gần dân nhất, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tích cực hỗ trợ lực lượng công an chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Qua đó, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn có sự chuyển biến rõ nét hơn. Trong thời gian qua thì lực lượng công an viên ở các thôn đã làm rất tốt cái vai trò nắm tình hình cũng như là tham mưu cho lực lượng công an chính quy nắm chắc cái tình hình an ninh trật tự từ cái địa bàn của từng thôn để kịp thời giải quyết những cái vấn đề mà nổi lên và tình hình an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thảo, thôn 5 xã Đa Cai, đã có gần 15 năm tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách tại địa phương. Bằng tinh thần trách nhiệm với công việc, ông Thảo luôn cùng đồng đội bất kể ngày đêm, sẵn sàng có mặt kịp thời để hỗ trợ tích cực cho công an xã Đa Cai. Tuy chế độ đãi ngộ, công cụ hỗ trợ và điều kiện làm việc còn nhiều hạn hẹp, nhưng ông Thảo và đồng đội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, giúp lực lượng công an cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trở thành cánh tay nối dài của công an chính quy để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Anh em vẫn trực thường xuyên, mà khi anh em chính quy điều động thì cũng tập hợp để mà giải quyết những vụ việc quan trọng trên địa bàn. Hiện nay là cũng đỡ hơn là so với những thời kỳ trước. Chủ anh Thảo là một trong những anh công an viên rất là tích cực, năng nổ và nắm chắc địa bàn. Địa bàn thôn 5 là một cái địa bàn được gọi là trung tâm xã, có chợ, có những cái khu vực trọng điểm. Anh Thảo là rất là nắm chắc, phát huy được cái vai trò của cái người bộ đội cơ hồ. Sau khi xuất ngũ thì anh có về địa phương và tham gia lực lượng công an viên. Ngoài tích cực triển khai tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, ông Thảo và đồng đội cũng làm rất tốt công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cung cấp thông tin về âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân. Đối với những trường hợp từng lầm lỡ trong quá khứ, với tinh thần và trách nhiệm của lực lượng gần dân, ông Thảo và đồng đội luôn chủ động thăm gặp, cảm hóa để giúp người dân tái hòa nhập cộng đồng, an tâm làm lại cuộc đời. Khi mà đối tượng mà cộng hòa trở về á, thì anh em như công an xã thì trên điều động rồi, nhưng mà dưới thôn tôi còn phối hợp với ban thôn rồi là cũng đến nhà thăm hỏi, vận động anh em cũng là bỏ để bước vào con đường làm ăn. Lực lượng công an viên thì tại đồng viên cố gắng làm ăn nuôi vợ nuôi con. Riêng về chủ Thảo thì chủ làm đến công an xã thì chủ đàng hoàng, cũng ủng hộ tinh thần ép. Để chuẩn bị cho lễ ra mắt và đưa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, từ ngày 1 tháng 7, xã Đa Cai đã chủ động rà soát, chuẩn bị điều kiện tốt nhất về con người, hạ tầng, các điều kiện hoạt động của lực lượng này nhằm bảo đảm luật được triển khai sâu rộng. Khi mà thành lập cái lực lượng mà tổ an ninh mà trật tự ở địa phương ở cơ sở đó thì sẽ có những cái chế độ cụ thể, mặc dù là nó không lớn nhưng mà cũng là một cái vấn đề mà tạo được cái động lực từ nay về sau cũng như lâu dài, thì có cái lực lượng này thì sẽ đảm bảo về cái phục vụ tốt hơn cho người dân về cái đời sống, về tinh thần, về đảm bảo về an ninh trật tự của địa phương. Bên cạnh xã Đa Cai, công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh cũng đã tham mưu, phối hợp, bố trí địa điểm, nơi làm việc, tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng này, bảo đảm các điều kiện ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.